là có duyên. Sao ạ? Mà tính em ta có khuôn hình à, đứng vậy làm sao thấy hình tôi? Tôi xin lỗi bố ạ. Thôi đủ rồi. Hai đứa bay đó là mời ta lên đây để gặp anh tham gia, hay là mời lên đây để xem phát sinh show? Cứ vậy cha 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 hoài. Ngồi đi. Nè, hai người hẹn với anh thông gia như thế nào mà giờ này chưa thấy hiện hồn? Ba, chúng nó còn sống mà, sao ba lại bảo hiện hồn? Ai biểu để tôi chờ lâu, tôi giận. Ba, tính ta như thế rồi. Nói xấu gì tao đó? À dạ đâu, ý của con ấy là giờ này là chắc là bố vợ tương lai của con là chắc cũng sắp tới rồi đấy ba. Sắp tới, hồi sáng giờ sắp tới bao nhiêu lần? Nói thiệt, bây giờ là tôi dễ nhiều rồi nha. Chứ hồi nhỏ cỡ tuổi này đó mà tôi hẹn với người yêu tôi 30 phút đến, vậy mà nửa tiếng mới đến. Ơ? Tôi chia tay luôn. Coi như chia tay sớm mất đau khổ. 30 phút với nửa tiếng là giống nhau mà. À, mà thần của tôi hồi đó khác. Bởi vậy có con khổ lắm. Nuôi nó hồi từ bé như thế này nè. Mà bây giờ á, nó lưng dài, dai rộng vậy đó. Rồi nó coi tôi không ra gì hết trơn. Nó lo cho người yêu nó không à. Đồ, si gái. Cho tôi hỏi nhà con rể tôi tên là Pháo tên là Nổ à? Không không không, tên là Đoành, Trạch Văn Đoành. Mà người ta cấm pháo từ lâu rồi mà cũng đặt tên con là Trạch Văn Đoành, đọc méo hết cả mồm. Nhà cụ Đoành đấy à? Rồi cảm ơn anh, cảm ơn anh. Ôi con cha, chào bố. Ô. Chào các con. Dạ vâng. Thế tình hình thế nào, anh thông gia đã lên chưa? Dạ ba con đang chờ bố trong nhà rồi ạ. Ừ. Bố này, bố đi đâu mà lâu rồi, lâu là bọn con chờ mỏi à cổ. Bây giờ lên rồi, thế đi vào để vâng anh thông gia đỡ đợi nhà. Dạ ông mời bố vào đi ạ. Dạ ba con đang chờ rồi ạ. Dạ bố. Hồ hởi hằng học, khí ha hí hửng. Chào anh thông gia. Vui vẻ vồn vã vồ vập cảm tạ anh sắp thông gia. Mời anh ngồi. Dạ con mời bố ngồi đi ạ. Ngồi đi bố. Merci beaucoup. À đi đường chắc mệt lắm anh. Cũng bình thường thôi. Dạ. Chẳng hay là sao anh tới hơi muộn nha. Bởi vì là tôi trễ chuyến bay từ Lào về. Ô anh thông gia đi Lào à? Tôi đi Lào Cai hôm qua. Lào Cai. Xin lỗi, mấy bữa nay tính lên đây sớm nhưng mà kẹt cái tôi phải bay qua cái tiểu bang á. Hawaii. Không, Hanoi. Đó. Thì cái Hanoi này nó mới xứng với cái Lào Cai đó. Rồi kia phong địch thủ. Chẳng hay anh thông gia ra lâu chưa? Dạ, tôi ra năm mấy năm rồi. Không, tôi muốn hỏi là anh ra ngoài này đợi tôi từ khi nào? Chữ nghĩa mà, phải nói cho rõ ràng. Tôi cứ nghĩ rằng anh hỏi tôi sinh ra lâu chưa? Dạ. Tôi ra đây đó còn 35 phút nữa là anh tiếng 5 phút rồi. Dạ. Xin lỗi anh. Thời gian là sự đợi chờ, không sao. Dạ, thưa anh. Dạ. Hôm nay được hân hạnh mời anh tới tể xá. Dạ. Muốn bàn với anh một số việc về hai đứa nhỏ. Sau thời gian trốn tránh gia đình tìm hiểu nhau. Ba. Thì thấy tụi nó được hạnh phúc. Bởi vậy mời anh lên đây để bàn về chuyện cưới sinh hai đứa nhỏ đó mà. Rất đúng, rất đúng. Bởi vì là tôi thấy thế này này. Các cụ nhà ta hay nói là
đặc biệt người nhà quê như anh. Thường có câu là nuôi con lợn con gà thì người ta cũng phải xuất chuồng khi nó lớn. Vâng. Mà con gái tôi to thế này tôi cũng phải bố trí để cởi chuồng cho cháu. Dạ. Xuất chuồng. Anh nhầm. Con. Cái gì vậy? Dạ. Để người lớn nói chuyện. Ừ. Bữa nay nóng quá anh xui. Nóng. À, tôi cảm giác là vào nhà anh hơi nóng. Vâng. Vậy đội nón làm gì? À, chính xác. Yeah. Tuổi tôi và anh mà đội mũ đội nón nhiều ấy thì che mất cái chóp thở. Vậy. Mà tuổi cao như anh ấy cứ đội mũ đội nón nhiều, máu lên não chậm. Đó. Không cẩn thận tai biến. Đó, bảo vậy coi chừng tai biến. Chứ còn tôi thì muôn đời không bao giờ đội Ê, này hai con. Dạ. Nhà cửa sạch sẽ đẹp đẽ. Dạ vâng ạ. Thế nhưng mà những cái bộ bàn ghế này người ta cũng ít khi gác chân lên trên ghế. Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Dạ, tại vì cái mình phải sống là mình phải kể cửa kỹ lưỡng đúng không? Chà, mấy đứa nhỏ này mua tấm thảm đẹp à? Thảm đẹp. Mua thảm đâu mà đẹp à con? Thảm đẹp. Dạ. Phải đáng giữ gìn nha. Quá sạch. À, cái phòng khách mà trải tấm thảm về thấy xinh ha. Tôi cũng thấy hợp lý. Dạ. À, cái thảm đẹp sạch. Mình chậm. Phải giữ gìn kỹ lưỡng sạch sẽ nghe tụi con. Dạ. Tại cái phòng khách là cái bộ mặt của mình mà. Chính xác luôn. Nhắc chừng mấy đứa nhỏ đó, coi chừng nó đi giày lên đây là bẩn lắm đấy. Đúng rồi, đi giày vào thảm là thôi. À, chúng mình bàn chuyện hai cháu anh. Bàn chuyện hai cháu. À, em đi rót nước mời bố với cả ba nhé. Dạ vâng ạ. Dạ. Con mời bố, con mời ba. Con cũng vừa mới pha cho ấm trà đấy ạ. Nhưng mà con quên mất. Ba đi đường chắc là. Con mời bố nước ạ. Ờ, cảm ơn con. Con mời ba uống nước ạ. Vâng, vâng. Cảm ơn anh thông gia nha. Ủa, sao anh lại cảm ơn tôi? Nhờ anh mà bây giờ tôi mới có nước uống. Cái sáng giờ không ai lo, không ai rót nước cho tôi hết. Đấy, bây giờ con rót rồi thì ba uống đi. Dạ, con mời bố. Cảm ơn con. Sao về con bố? Dạ, con mời bố uống nước ạ. Cảm ơn con. Đời tôi cô đơn nên đi đâu cũng cô đơn. Đời tôi cô đơn nên đi đâu cũng cô đơn. Con là ba. Thì cô đơn tôi đó cô đơn chứ có gì đâu. Thôi, tôi cô đơn lắm. Qua bên kia đi. Ôi, con ra, em xong nước cho bố nữa đi. À, anh thông gia. À, dạ. Dạ. À, tôi muốn bàn chuyện mấy đứa nhỏ đó. Rồi. Rồi bây giờ anh thông gia làm ơn trả lời giùm đi. Cái gì cứ xin đó mà. Tôi lên trên này là tôi cũng không có nhiều thời gian. Vâng. Vì lẽ đó là tôi muốn bàn với anh. À, để chúng ta có đi đến chung kết tổ chức cho hai cháu hay không? Vâng. À, tôi muốn xem nơi ăn chốn ở của hai cháu. Ồ, thế à? Tôi phải xem là cái cuộc sống các cháu như thế nào. À, xin phép anh thông gia. Thì anh hiểu hoàn cảnh của tôi rồi đó. Là tôi là dân nhà quê. Vâng, tôi nhìn anh biết nhà quê khỏi cần anh quảng cáo. Dạ, ở dưới quê khổ lắm. Ở một căn nhà mà có mẫu đất. Tôi biết. Từ cái cửa này mà sang cái cửa kia tôi đi, tôi có một mình tôi mà đi mỏi chân luôn anh ơi. Đất anh rộng như thế chắc là lo hậu sự sau này luôn. Bởi vậy. Tốt. À, thành thử ra đó. Là mình muốn cho con mình nó được hạnh phúc, nó có cái tổ ấm đó. Ừ. Thành ra tôi có mua một căn nhà nhỏ nhỏ. Là cái nhà này nè. Chính là căn nhà này. Căn này, dạ, dạ. Có 100 tỷ chứ nhiêu. À, nhưng mà anh à, 100 tỷ thì cũng là bình thường thôi. Đúng, bởi vì anh đừng nói ra ngoài người ta nói tôi keo kiệt. Ừ. Thay vì phải cho con nhiều hơn nữa, mua cái nhà có 100 tỷ cho con nè. Ừ. Ba với cả bố uống nước rồi thì bây giờ hội con mời ba với cả bố đi tham quan ạ. Đúng. Tham quan ngôi nhà mới của tôi nhỏ. Lên xem. Coi như là tổ ấm đó anh thông gia. Ok. Ừ, kìa ba. Cái gì? Ba để cái túi đây mất làm sao được? Người đâu của đấy. 2000 mấy đô á sao? Cái túi này của anh đẹp đấy. LV. Hàng hiệu đấy. Dạ. Yeah. Ờ, cái túi này
Có mấy cái tôi cho bảo vệ hết rồi. Thôi đưa bố lên thăm phòng nha. Phết. Mời bố với ba vào đi ạ. Đấy, con mời ba bố cứ xem thoải mái đi ạ. Cái thằng này lấy đâu ra mà ba bố. Chết tờ, ý là con bảo là bố với ba ấy ạ. Mày ba hồi ba, ba hồi bố, chẳng biết mày gọi ai. Tao là tao cứ thích gọi là bố. Riêng tôi thích gọi bằng ba. Vậy thì con thưa bố. Kính thưa ba. Chúng con xin trân trọng giới thiệu với bố. Giới thiệu này. Chúng con xin trân trọng giới thiệu với ba. Đây chính là phòng của bố đúng không? Mỗi lần lên thăm các con đúng không? Bố, bố có thấy phòng đẹp là bố có tranh của bố đấy nhở? Đây là phòng tân hôn của chúng con. Đây là phòng tân hôn của chúng con đây bố ạ. Phòng tân hôn của tụi nhỏ ông ơi. Phòng của ông tôi lo rồi. Biết thế nào ông cũng lên thăm tụi nhỏ. Tôi sẽ làm cho ông một cái phòng đặc biệt, có mái lạnh đàng hoàng. Ồ, cảm ơn anh thông gia rất tâm lý. Bề ngang 2m, bề dài 2m nằm dưới cầu thang. Cảm ơn anh nhỉ. Nhìn nội thất như thế này chắc là do bàn tay anh thiết kế hết đúng không? Ngoài nó chứ còn ai nữa. Phải nói là cái khu ăn chơi của anh cũng thượng thừa đấy. Trời ơi, tôi nhìn là bỏ tiền ra chơi là chơi thứ dữ không? Tôi vào phòng là tôi biết là bàn tay anh set up. Đó, đây, đó, giới thiệu với anh. Một cái tủ gỗ căm xe. Đây, cái giường đặc biệt gỗ hương. Gỗ hương. Nằm khỏi sức dầu thơm nó cũng thơm nữa. Nói thật với anh á, 100 năm nước chảy đá mòn. Nhưng mà nội thất vẫn còn nguyên si. Chứ sao? Thật ra đâu phải gỗ đâu. Cái gỗ này đó, mà con mối nó lại nó vừa cạp cái này gãy răng, cạp cái gãy cái răng. Nó sợ tốn tiền nha khoa, nó không dám cạp. Cái khu của anh bây giờ người ta gọi là cái khu gì nhỉ? Ui, nó thâm xì như Minh Tiết châu. Tôi vào đây tôi thấy cái đồ nào của nhà anh nó cũng tối om om như Minh Tiết. Thì sao? Đây con gái tôi, lá ngọc cành vàng hạt xoàn đô la. Thế mà anh định để cho con tôi ở cái phòng tân hôn nó tối om om như thế này, màu nó như miếng tiết châu thế, để cho con tôi nó đang là người hiện đại thế này nó trở xuống thành âm lịch à? Bố, con cháu tôi nó phải hiện đại như tôi nha. Con cháu tôi nó phải đi du học, nó phải hưởng đồ của thời buổi hiện đại, chứ không thể nào mà theo cái gu như anh được. Vậy là áo anh xin. Ý anh sao? Ý anh nói tôi là cổ lỗ sĩ chứ gì? Ý con đã bảo ba rồi, ba cứ đưa con cái túi con cầm cho. Không! Người đâu của đấy? Tiền ở trong đây không? Tôi nói cho anh thông gia biết này, có thể tiền tôi với anh ngang nhau. Nhưng về đồ ăn chơi ấy, cách đây 40 năm trước anh gặp tôi anh hết hồn con chồn luôn. 40 năm trước? Anh gặp tôi là hết hồn luôn. Anh đang chơi như thế nào? Tôi nói cho anh biết nhé. Ngày đó tôi đã nổi tiếng khắp vùng lúc ấy mới đang là thanh niên thôi. Tôi đã biết ăn chơi như thế này. Mong đám cưới lại à trai, trai thích bò
Nhất trai làng anh công tử chịu chơi, nhất gái quê em tươi mắt trên đời. Nhà anh có ruộng vườn trâu bò lắm, thì đâu xa chuyện tốn hao vất vả. Năm trăng mật đi khắp thế gian trời, sau trăng mật ta vẫn cứ dăm chơi. Anh nhất ta hành nhà tình, còn em nhất trần đời. Riêng em mà đồng ý lấy anh sẽ mua cho em, thích gì anh mua đấy, kể cả xe đạp điện anh cũng mua cho em đấy. Em có thích không? Rất thích ạ. Ừ, còn nếu như mà ngoan thì anh sẽ cho em đi hẳn xe buýt đấy. Xe buýt luôn. Anh là đại gia ở làng này đấy. Xe buýt thì bạn là đi chậm. Xe buýt là bẩn và đi chậm mấy gì. Thế thì anh sẽ cho em đi xe khách. Đấy, riêng về xe này không thiếu gì cả. Thế em có đồng ý yêu anh? Chưa biết. Ở làng này anh nổi tiếng. Sáng là anh bán bỏng ngô, buổi chiều thì anh đi lái ô tô khách. Đấy. Anh là người có tiền, cho nên là kiểu gì anh cũng chiều được em. Em muốn gì? Em thì muốn một cái biệt thự. Đúng, và xe màu trắng. Lại còn xe vui trần nữa. Đúng. Ôi rồi. Được, thế thì lát nữa anh sẽ đưa em ra phố Hàng Mã, em tha hồ lựa chọn. Đấy. Em thích thì em thích mấy cái anh mua cho mấy cái luôn. Okay. Với anh nó đơn giản. Bởi vì là nhất trai làng anh công tử hào hoa, nhất gái quê em quê cắm con nhà, tròn đôi tám nàng là bông bưởi trắng, tròn đôi chín chàng mô đen rất lằng, đôi trai tài gai sắc kém chi ai, đôi trai tài gai sắc kém chi ai. Anh nhất ta làng trong, còn em nhất mình là ngoài. Tiếng vàng đồn anh công tử giàu sang, tiếng cung vàng em có ốn hồn xoàn, nhà anh có xuồng cò bay thẳng canh, nhà em có vườn trái cây rất bành, đôi trai tài gai sắc kém chi ai. Dân đôi làng mong đám cưới lại trai, trai thích bò xê, con gái thích lợn gà. Thật là vui ghê, trăm thuyền đuôi tôm, 50 giò lái rước dâu rộn ràng. À, từng mừng ngà pháo nó, bia rượu cùng nó, tiếng trống nhạc vang lên. Ăn mừng uyên nương, 500 con gà trống, 600 con vịt cô. Nhất trai làng anh công tử chịu chơi, nhất gái quê em tươi mắt trên đời. Nhà anh có ruộng vườn trâu bò lắm, thì đâu xa chuyện tốn hao vất vả. Năm trăng mật đi khắp thế gian trời, sau trăng mật ta vẫn cứ dăm chơi. Anh nhất ta hành nhà tình, còn em nhất trần đời. Năm trăng mật đi khắp thế gian trời, sau trăng mật ta hồi nhỏ anh đang chơi trác táng vậy. Không, 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 đừng nói trác táng. Chỉ là ăn chơi. Đấy, chính vì lẽ đó mà tôi đã lấy được mẹ của con Trang. Cho nên tôi đẻ ra con gái tôi xinh đẹp như thế này. Thì tôi nói luôn với anh, tôi muốn thông gia với người đúng cùng đẳng cấp. Là tôi không cùng đẳng cấp với anh? No, không phải, không phải. Mà tôi muốn thách cưới với anh để tôi xem anh có đủ khả năng không. Thách cưới? Tôi muốn thách cưới. Anh thách cưới như thế nào? Trong 3 ngày, toàn bộ nội thất này được thay thế bằng hàng hiệu châu Âu. Đối với người có tiền là chuyện nhỏ,
anh muốn cỡ nào tôi chơi anh cỡ đấy trong vòng một nốt nhạc. Một nốt nhạc à? Không cần tới 3 ngày. Thế thì tôi và anh hợp đồng đi. Dạ đi. Ơ mua ba này mới mua đắt tiền lắm á. Biết ngay mà. Nếu như anh còn tiết rẻ thì tôi đưa con gái tôi về. Tiền có sẵn đây, nó đùa thôi với anh thôi. Một nốt nhạc. Một nốt nhạc. Thay đổi hoàn toàn cái nhà này. Thế thì anh đi với tôi. Đi. Let's go. Không, không đi với. Ở nhà. Đúng, ở nhà. Let's thông gia đi với nhau. Sao cho bác gặp người cao nhất đi. Các bác đợi cháu một chút. Ừ. Thanh. Gọi chị Yến ra đây cho hai bác gặp. Bác đợi cháu chút nhé. Cho tôi gửi cái này đây. Thế cho bác gửi luôn cái này nhá. Tí bác xuống đây. Cảm ơn con. Bác ơi. Ơi. Dạ cháu xin giới thiệu, đây là chị cao nhất của công ty cháu. Cháu chào hai bác ạ. Thế cháu là? Dạ cháu làm tạp vụ ở đây ạ. Sao này tạp? Tạp vụ chỉ là nghề phụ thôi ạ. Nhưng mà lau dọn mới là nghề chính ạ. Tôi là tôi muốn gặp cái người cao nhất. Tức là người cao nhất ở đây cơ mà. Thì bác ở đây chị này là chị cao nhất rồi đấy. Chị cao như 1m85 cơ ạ. 86 rồi, chị 86 rồi. Trời ơi, sếp của mấy anh á. À. Sếp cao nhất ở công ty mình. À, vậy thì cháu sẽ đưa bác lên tầng 2 để đi thang máy và gặp sếp của cháu ạ. Ờ, dạ. Lên tầng 2 đi thang máy. Dạ được ạ. Chị Phương ơi, gọi cho sếp ạ. Đi. Cháu mời bác. Vừa tới PT Casa là bác cảm thấy rất là hào ứng này, rất lịch sự này. Đi đâu ơi? Đi chứ. Bỏ cái đôi tông này ra. Không. Người đâu của đấy. Đôi tông ra. Đi ăn chỗ sáng trọng. Ai lại kẹp cái tông một nách mà đi vào những người nhà quê chứ. Bỏ xuống. Nó chơi chứ đâu có sợ mất dép. Sợ trầy gạch hoa của người ta. Thôi lỡ bỏ vào đây. Tôi đến lấy ông nó bỏ vào em Vi. Thôi đi vào đây. Đi vào. Cái đồ gì á? Đây là cái chỗ lịch sự. Vâng. Nhỏ nhỏ thôi. Dân gì từ từ. Ông vào trước đi. Ông vào đi. Ông biết chữ ông vào chứ. Ông vào. Cùng vào này có gì tôi chịu trách nhiệm.
ông vào trước đi. Ông cứ vào, có gì tôi chịu trách nhiệm. Ông vào, tôi ngoài này có gì tôi chịu trách nhiệm. Không, ông phải vào, nơi này ông quen mà. Mà nó nhỏ, nó mất lịch sự. Kì. Trò chuyện riêng là đứng như thế này đúng không? Để cả tuyệt vời. Sang trọng. Vâng. Đây là bộ bàn ăn thưa bác. Đẹp quá. Dạ. Thì với bộ bàn ăn này thì gồm một bàn và 6 ghế. Thì chúng ta có 4 ghế phụ và 2 ghế trụ cột ạ. Ừ. Trụ cột là thế nào? Tức là chuột cụ. Cái gì? Tức là cụ chuột. Không không không, tức là người chủ gia đình như tôi đây này. Không, không 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 không. xin lỗi. Phê chứ? Phê rồi. Mình thích không? Thích chứ. Này, sang bên kia xem tiếp, đảm bảo ông còn tê hơn cả tôi. Ồ, thế à? Thế đi đi. Dạ em chào anh chị ạ. Em xin giới thiệu với anh chị, đây là bộ sản phẩm Sun La, thì kết hợp các tính năng thông minh có thể kéo ra được thành giường chị ạ. Ôi mẹ em ơi. Dạ. Chị đang có nhu cầu muốn tìm phòng cưới. Dạ. Chứ không phải là sofa phòng khách em ạ. Vậy thì em xin lỗi chị, em có thể mời chị lên tầng 9, tầng 10 bên em, thì trên đấy trưng bày các căn hộ mẫu để anh chị có thể lựa chọn. Đây. Dạ em mời anh chị ạ.
Dạ em mời anh. Chiếc giường này mà để ở phòng của mình là quá hợp rồi đúng không em? Vợ ơi, phải nói là bố mình nói rất là đúng. Chỉ có những đồ nội thất như thế này khi đặt vào gia đình của mình mới toát lên vẻ đẹp và đẳng cấp của ngôi nhà của mình đấy em ạ. Chị ạ, bố của vợ đã nói câu nào thì chỉ có chuẩn, không cần phải chỉnh luôn. Dạ chị ơi, ở đây giá rẻ bất ngờ, lại toàn hàng hiệu cắn cờ châu Âu. Quý khách dù ở nơi đâu, Casa giá chuẩn hàng đầu Việt Nam anh chị ạ. Ôi, dạ. Nhân viên ở đây vừa xinh lại dễ gần đấy nhỉ? Vừa xinh đẹp, vừa duyên dáng đáng yêu nữa chứ. Dạ, em xin giới thiệu với anh chị, tất cả những sản phẩm ở đây đều mang thương hiệu Bellona của Thổ Nhĩ Kỳ chị ạ. Nhưng mà em ơi, phải nói là cái đẳng cấp ăn chơi của bố em ấy đã đạt mức độ thượng thừa rồi. Không biết như thế này đã đủ điều kiện để rước được cô con gái rượu của ông về chưa đây? Anh nghĩ là lấy được con gái của bố em mà dễ à? Dạ vâng, cháu xin phép được giới thiệu. Đây là bộ phòng ngủ Versailles mang phong cách cung điện của Pháp thưa hai bác. Tất cả sản phẩm ở đây đều được làm thủ công từ những nghệ nhân của Ý ạ. Mát mịn, mát mịn. Thủ công của Ý. Dạ. Này này, con. Vâng ạ. Cho bác hỏi nhé. Dạ. Thế cái họa tiết, cái hình kia kìa, là ở bên Ý là họ vẽ ra? Không ạ, đây là họ sử dụng nghệ thuật tranh ghép gỗ maquetry bác ạ. Tranh ghép gỗ là như thế nào? Dạ, tranh ghép gỗ ở đây có nghĩa là các nghệ nhân Ý người ta sẽ sử dụng những cái miếng gỗ veneer, sau đó là họ sẽ cắt tỉa ra những cái cánh hoa như bác thấy, rồi họ sẽ sử dụng một cái tấm veneer đẹp hơn, họ làm nền, rồi gắn những cái hoa văn họa tiết đã được cắt tỉa. Tức là họ làm bằng thủ công hết à? Dạ, dạ vâng, đúng rồi ạ. Mê quá, tuyệt vời. Này, con. Dạ. Thế còn cái màu này là như nào? Vâng, những cái này là đều được ráp vàng thủ công 24K Ý ạ. Này ông ơi, ông, cái này là vàng thật đấy ông này. vàng. Ông ơi, đâu rồi? Đây. Toàn bộ cái này ráp vàng thật đấy. Ở dưới này cũng ráp vàng luôn. Quá. Ông thấy được không? Được chứ. Đẳng cấp không? Quá dữ luôn. Này, thế thì ông mà chơi ấy nhá, ông muốn chơi sang trọng ấy, là ông phải học theo tôi như này. Bạch công tử đã ăn chơi không có ngại gì mưa rơi. Phải rước ngay bộ này về cho con trai ông, tức là con rể tôi. Đấy, thì để cho hai đứa nó ở cái giường như thế này, chắc chắn sẽ sinh cho ông quý tử đầu lòng là thằng Nít Nhôm. Một nốt nhạc. Ăn chơi thì đừng ngại ngần, mà ngại ngần là dành cho những người đần. Còn dàn đèn này như thế nào? Vâng, những chiếc đèn này thì được ví như những viên kim cương thưa bác. Thì đây là đèn của tiệp khắc thưa bác. Tiệp khắc. Vâng ạ. Ngoài ra thì những viên Swarovski là những cái viên đá như bác thấy ấy, thì được làm từ nước Austria. Này, ông ơi, cái này là của tiệp khắc nhá. Mà tôi này, từ đầu tôi lại cứ tưởng của Séc cơ. Nhưng mà đẹp. Như cái căn hộ mà set up toàn bộ đồ sang trọng này là phải treo một cái đèn. Đấy, nó phải đúng hàng hiệu, ông hiểu chưa? Đã chơi là phải đồng bộ, nó phải com lê, nó mới đẹp. Đẹp quá, đẹp luôn. Đây là đúng chuẩn châu Âu thưa bác ạ. Có đúng chuẩn châu Âu chưa? Dạ, đúng rồi ạ. Nếu như mà con rể bác sắm đầy đủ đồ tiện nghi như thế này thì cháu thấy đã đẳng cấp chưa? Dạ, đẳng cấp nhất Việt Nam luôn thưa bác. Nhất Việt Nam không? Dạ vâng ạ. Đấy, thấy chưa? Ông chi ra cái là con rể ông, à con rể tôi, con trai ông ấy, là đẳng cấp nhất Việt Nam. Tôi với ông cũng hãnh diện. Dù sao ấy, thì tôi cũng là bạch công tử. Còn ông? Vàng công tử. Công nhận một nốt nhạc không? Ông là hát công tử. Không chơi thì thôi. Mà tôi đã chơi rồi đó, trong vòng một nốt nhạc. Một nốt nhạc. Đấy. Cháu. Cháu cứ xuống quầy làm, chú sẽ mua hết tất cả ở trong này. Vâng ạ. Báo giá cho bác. Dạ vâng ạ. Thế cho phép cháu được xuống dưới quầy để làm báo giá, sau đó mời các bác xuống dưới ạ. Vâng. Dạ.
Gì? Ông nói thật hay nói đùa đây? Trời, dân chơi đâu bây giờ nó giả. Tìm một bớt. Sao lúc nãy ông nói với tôi là chém cơ mà? Vờ thôi. Máu rồi đấy. Biết cách tiêu tiền rồi, phải thôi. Tiền không tiêu đến cầu miêu cũng dễ thái. Chứ sao? Tôi mà chịu chơi rồi đó là chỉ trong vòng một nốt nhạc. Trong vòng một nốt nhạc. Một nốt nhạc. Một nốt nhạc. Bố. Ba. Hai đứa con đi đâu thế này? Dạ, thôi con đi chọn nội thất ạ. Chọn nội thất à? Vâng ạ. Chọn được chưa? Dạ, được rồi ba ạ. Thôi. Đẹp lắm ạ. Ôi, không phải chọn ở đâu nữa. Ba con với bố đã quyết định chọn thương hiệu Socchi của Italia. Đấy, full option. Từ giường ngủ cho tới bàn ăn, bàn khách. Rồi cái gì vậy? Con sơn đấy. Đẹp đầy quá. Đầy đủ hết đấy. Sang trọng, bố con đã quyết định chi rồi. Thật hả ba? Không phải chi một bộ, mà là chi hai bộ. Cảm ơn anh Tông Gia. Cảm ơn anh Tông Gia, vua tặng tôi một bộ, cảm ơn anh. Không, cho tụi nhỏ một bộ, còn một bộ tôi trở về quê nằm cho nó sướng. Đã biết ăn chơi rồi. Chỉ trong vòng một nốt nhạc. Panova.